Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Anh em nhìn qua cũng biết rằng đây là mẫu CPU mới nhất của Intel, Intel Core i9 12900K. Tuy nhiên, trước khi nói kỹ về em CPU này, chúng ta hãy tập trung vào các thành phần để có thể cắm được em CPU này. Thì em CPU i9 thế hệ thứ 12 đã chuyển sang một socket lớn hơn rất nhiều, đó chính là socket LGA1007. Và cái mẫu main cũng cần phải được thay đổi, hàng năm thì Intel đều thay đổi. Và ở đây chúng ta có mẫu main sử dụng chipset là Z690 và đến từ Arrow có tên đầy đủ là Z690 Arrow Elite DDR4. Các bạn có thể thắc mắc là tại sao những cái mẫu main ngày xưa không để những cụm từ DDR4, thì mình sẽ trả lời luôn. DDR4 đây là tượng trưng cho cái RAM mà cái mẫu main và chipset này hỗ trợ. Thì đối với chipset Z690 nó sẽ có hai mẫu DRAM hỗ trợ, một là DDR4 và hai là DDR5. Thì anh em chỉ cần nhìn vào cái phần vỏ hộp đây, nếu như vỏ hộp ghi DDR4 thì dĩ nhiên sẽ là hỗ trợ RAM DDR4. Còn về cái cụ thể như nào thì một chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Và bây giờ chúng ta tập trung một chút về cái hình thức thiết kế ở bên ngoài. Thì đối với dòng Z690, đây là dòng Z690 có thể nói là cận trung và cao cấp một chút. Thì nhìn sơ qua một chút thôi, anh em cũng có thể thấy được là cái độ cao cấp của em nó. Thì LED RGB sẽ có ở khu vực của I/O và toàn bộ những cái thiết kế bên ngoài đây thì đều được làm từ kim loại, cụ thể thì lại những miếng nhôm heat sink để có thể tản nhiệt được cho cái hệ thống cấp điện cũng như là khu vực SSD. Nói luôn về khu vực SSD đi, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 khe SSD, cực kỳ nhiều cho nhu cầu sử dụng thông thường. Các bạn cần ổ SSD để cài Win, xong thêm một vài ổ SSD nữa để có thể thiết lập RAID hoặc là để cài các thiết bị ứng dụng dữ liệu, các thứ linh tinh. Đây là tùy nhu cầu mỗi người thôi. Thì với 4 khe là hoàn toàn thoải mái để có thể sử dụng. Còn về khe RAM thì sao? Khe RAM ở đây thì dĩ nhiên vẫn là DDR4, bởi vì cái mẫu main này hỗ trợ DDR4. Nó sẽ có tổng cộng là 4 khe, trong đó sẽ có 2 khe được bọc giáp da cườm và 2 khe không được bọc giáp. Cái này thì là tùy nhu cầu thôi. Các bạn yên tâm đi, bọc thêm giáp da cườm để cho các bạn cảm giác yên tâm thôi. Chứ còn dùng kiểu rút RAM ra mà giật bay cả khe RAM ra thì cũng tương đối là khó đấy. Thì với 4 khe này các bạn hoàn toàn có thể cắm những cái thanh RAM các bạn mong muốn. Theo như mình thì bus RAM tốt nhất là từ 3000 đến 3600. Chuyển sang những cái thành phần khác như khe PCIe thì ở đây các bạn có thể thấy được đây là có một khe PCIe màu trắng, trong đó thì hai khe PCIe khác màu đen. Lý do tại sao? Bởi vì khe PCIe X16 màu trắng đây là hỗ trợ giao thức PCIe 5.0. Thực ra là cũng khá là nhiều băng thông để có thể sử dụng đấy. Còn hiện tại thì PCIe 4.0 vẫn là tương đối nhiều đấy. Đây là một trận công nghệ tương lai mà hãng thêm vào trước thôi. Quay trở lại với hệ thống cấp điện dành cho CPU thì như mình đã thấy được ở đây là cái mẫu main Z690 Arrow Elite sẽ có hai cổng cấp nguồn, một cổng cấp nguồn 8 pin và một cổng cấp nguồn 4 pin để có thể cung cấp một lượng điện năng khá là tốt để dành cho CPU Intel Core i9 12900K. Bởi vì thông thường những dòng CPU dòng K của Intel sẽ tiêu thụ mức điện năng tương đối là ấn tượng. Còn về hệ thống VRM ở đây cũng có những cái miếng nhôm tản nhiệt rất lớn như mình đã nói. Thì những cái miếng nhôm này sẽ đảm bảo cho cái nhiệt độ hoạt động của cái khu VRM, khu cấp điện cho CPU luôn trong trạng thái gọi là tốt nhất để có thể CPU không bị giảm hiệu năng. Như các bạn biết rồi đấy, nếu như CPU mà tiêu thụ mức điện năng quá lớn, xong mạch VRM mà không đảm bảo được cái hiệu năng tản nhiệt tốt thì CPU các bạn sẽ bị giảm hiệu năng. Thì cái mẫu main Z690 Arrow Elite sẽ có thể đáp ứng được cái vấn đề đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung đến cái nhân vật chính của chúng ta là CPU Intel Core i9 12900K. Thì đây là một cách đóng hộp mới. Mỗi năm CPU Intel Core i9 sẽ cho một cái đóng hộp và theo như mình thấy năm nay sẽ mang cái tính chất thực tế cao. Tại sao lại như vậy? Thì một số những cái comment ở trên mạng khi mà những cái thời gian đầu mà CPU mới ra mắt ấy, mọi người bảo là nhìn trông giống hộp sô-cô-la. Mình thì mình nghĩ là không giống hộp sô-cô-la, rõ ràng đây không phải là hộp sô-cô-la. Thì nó giống cái gì thì các bạn đợi một chút thì mình sẽ miêu tả em nó kỹ hơn. Đây là cách đóng hộp, mình thấy khá là vui đấy. Các bạn có thể thắc mắc là nhìn trông giống cái gì thì mình sẽ nói luôn cho các bạn. Thì đây chính là cái tấm waffle để có thể sản xuất được những cái nhân CPU ở bên trong. Như các bạn đã biết thì những cái miếng waffle như này, ở trên những cái miếng được cắt những cái ô vuông như này, đây mỗi cái chip được nhắc ra sẽ đặt vào, thì đấy chính là một em CPU Intel Core i9 của chúng ta. Đấy, đây chính là cái lý do mà có cách đóng hộp mới như này. Thì nhìn sơ qua thì trông khá là đẹp ấy. Và đúng là nếu mà nhìn kiểu nhìn lướt ra thì giống giống hộp sô-cô-la thật. Thì ở bên trong đây là em CPU Intel Core i9 12900K, rất là to. Và như năm nay ấy là CPU to như này thì các bạn có thể nhấc ra và đặt vào tương đối là dễ. Và các bạn cũng thắc mắc rằng là đối với em i9 12900K to như vậy rồi thì liệu những cái hệ thống tản nhiệt cũ có đáp ứng được hay không? Thì mình xin trả lời là có. Mặc dù là về một cách nào đó mà các bạn xem ở trên mạng ấy là cái hiệu năng tản nhiệt của những cái mẫu tản nhiệt, tức là được thiết kế cho những cái dòng gọi là socket 1200 1151 ấy, là sẽ bị thất thoát một chút cái vấn đề gọi là hiệu năng. Nhưng thực tế ra theo như mình test ấy thì cái đấy đối với nhu cầu của mình á, nó không ảnh hưởng một chút nào đến nhu cầu của mình cả, và mình vẫn có thể sử dụng được
tận dụng lại ở những cái hệ thống tản nhiệt cũ, miễn là các bạn đã mua sẵn những cái hệ thống gông về để có thể sử dụng. Tất nhiên thì mình sẽ không thể nào nói những mỗi bộ em CPU Intel Core 9200K đơn giản được. Mình sẽ mang về đây một em i9 khác, đó chính là i9 thế hệ tiền nhiệm 11900K. Hai mẫu CPU này sẽ có những cái khác biệt nhau tương đối lớn. Thì đối với em CPU thế hệ thứ 12 của Intel, chúng ta có một lượng nhân phải nói là cực kỳ lớn, nếu như không muốn nói là gấp đôi. Chúng ta sẽ có 16 nhân và 24 luồng xử lý. Trong đấy chúng ta sẽ có hai cụm nhân, thì sẽ có hai cụm nhân tốc độ khác nhau. Với cụm nhân đầu tiên là cụm nhân có hiệu năng cao, dung nhịp boost cao cực kỳ luôn, 5.2GHz, 8 nhân, 16 luồng. Và một cụm nhân nữa, đó chính là cụm nhân có hiệu năng thấp hơn một chút, với dung nhịp tối đa là 3.9GHz. Còn đối với CPU Intel Core i9 11900K, chúng ta có 8 nhân và 16 luồng xử lý, tức là số lượng nhân tăng lên gấp đôi. Thì liệu hiệu năng có gấp đôi hay là không? Đầu tiên, với phần mềm Benchmark Cinebench R20, như các bạn có thể thấy được là cái truyền thống của CPU Intel vẫn được giữ nguyên, đó chính là cái hiệu năng đơn nhân trên những mẫu CPU đời mới luôn mạnh hơn thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, mình ấn tượng hơn cả đó chính là hiệu năng đa nhân. Khi mà các bạn biết được rằng là thế hệ thứ 10 lên thế hệ thứ 11, hiệu năng đa nhân hầu như là không cải tiến. Thế nhưng khi mà từ thế hệ thứ 11 lên thế hệ thứ 12 thì cái hiệu năng đa nhân được cải tiến lên rất nhiều. Khi mà hiệu năng theo như mình đánh giá là khi mà benchmark ấy sẽ hơn khoảng từ 30 đến 40% riêng với phần mềm Cinebench R20. Còn chuyển khác một phần mềm khác, đó chính là 3DMark, thì với phần benchmark của phần CPU thôi nhá. Mặc dù mình biết là 3DMark chuyên để test GPU, thế nhưng nó vẫn có phần CPU để có thể benchmark được, thì cái hiệu năng của CPU thế hệ thứ 12 của Intel vẫn được cải tiến, và các bạn nhìn thấy được là rõ ràng cực kỳ nhiều khi so với thế hệ thứ 11. Và dĩ nhiên, để cái phần test thứ 3, đây mới là phần mà rất nhiều người quan tâm, đó chính là cái hiệu năng khi chơi game là như thế nào. Thì đối với dòng CPU Intel Core i9 từ trước đến nay, Intel luôn nói rằng là best cho gaming, tức là tốt nhất để dành cho game thủ. Thì khi chơi game sẽ như nào? Thì trước khi mình nhận xét thì các bạn có thể xem cái phần benchmark để các bạn có thể thấy được. Và cái bộ PC để mình mang đến benchmark ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng đó chính là Corsair RTX 3080 Ti Outlook phiên bản ăn điện năng gọi là tối ưu nhất luôn. Khi mà điện năng tiêu thụ của em này rơi khoảng chừng 360W, RTX 3080 Ti là không còn cái hiện tượng nghẽn cổ chai. RAM thì cắm 32GB 4 thanh với bus RAM là 3200, và hệ thống tản nhiệt cho CPU sẽ là RAT tản nhiệt 360 của Outlook luôn. Nói chung tổng các linh kiện ngày hôm nay sẽ đều đến từ Outlook. Qua phần benchmark vừa rồi trên độ phân giải 2K thì các bạn có nhận xét như nào? Đối với cá nhân mình thì cái lượng nhân của CPU Intel Core i9 mang lại là cực kỳ nhiều. Nếu mà để nói trên khía cạnh chơi game, các bạn có dùng hết được 16 nhân không? Câu trả lời là không. Nếu như các bạn lướt web này, xem phim hay xem YouTube thì có dùng hết 16 nhân không? Dĩ nhiên vẫn cứ là không. Nhưng tại sao lại trang bị một lượng nhân lớn như vậy? Nếu nói về 8 nhân thế hệ tiền nhiệm thì có dùng hết hay không? Chắc chắn là có một số những tựa game ăn về cái phần CPU rất nhiều nên 8 nhân hoàn toàn có thể sử dụng hết được. Thì đối với 16 nhân thì sẽ là như nào? 16 nhân ở đây các bạn phải tưởng tượng rằng không phải là 16 nhân giống hệt nhau, trong đấy sẽ có hai cụm nhân khác biệt. Một cụm nhân đó chính là 8 nhân với 16 luồng xử lý có cái dung nhịp cực kỳ cao, thì khi mà các bạn chơi game chắc chắn sẽ tận dụng cái cụm nhân này. Thì khi mà kết quả chúng ta phải nhớ đến nhé, chúng ta vẫn còn một cụm nhân nữa với 8 nhân khác. Khi các bạn chơi game, các bạn livestream kèm theo thì với tạm một số tựa game nhẹ nhàng thì mình không nói đến, bởi vì chắc chắn là không thể dùng hết 16 nhân rồi. Nhưng khi các bạn chơi những tựa game nặng hơn thì sao? Thì khi đấy chúng ta sẽ tận dụng được cái lượng nhân lớn mang lại. Nhưng nếu mà Intel sử dụng theo cái cách cũ thông thường họ vẫn làm, họ vẫn nhồi một lượng nhân cực kỳ lớn vào, thì cái bạn biết cái vấn đề xảy ra, cái vấn đề nhiệt năng tỏa ra là cực kỳ lớn.
Đấy là về mặt lý thuyết thôi. Còn khi mà sử dụng thực tế thì cái điện năng tiêu thụ của CPU sẽ rơi khoảng chừng 200W. 200W điện khi các bạn chơi game thì hầu hết tất cả những hệ thống tản nhiệt thì vẫn có thể đáp ứng được rất tốt. Hệ thống tản nhiệt các bạn lựa chọn chỉ cần là rack tản nhiệt khoảng 240 cũng được, nhưng mà tốt nhất thì mình nghĩ là All-in-One 360 sẽ là một cái sự lựa chọn hiệu quả hơn cả. Thì cái lượng nhân lớn như vậy đối với cá nhân mình thì chơi game thì có thể là hơi nhiều, nhưng khi render video thì cái này với cái thể hiện được tốt này, đối với những cái phần mềm mình nói thẳng luôn là bộ công cụ của Adobe ăn cực kỳ nhiều nhân và nhiều RAM. Thì đối với bộ Adobe Premiere Pro các bạn chuyên render video thì với 16 nhân đây thì cái hiệu quả render khi so với 8 nhân là tốt hơn rất nhiều, và các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp từ thế hệ thứ 11 lên thế hệ thứ 12. Bởi vì ngày trước là các bạn hay suy nghĩ nào, bây giờ tôi đang có một CPU thế hệ thứ 10 của Intel, tôi muốn lên CPU thế hệ thứ 11 của Intel để làm công việc render video thì thấy là không nâng cấp quá nhiều. Nhưng bây giờ các bạn đã có CPU thế hệ 11 và đây là CPU thế hệ thứ 12 thì hoàn toàn nên để nâng cấp, có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất cho cái công việc làm việc cũng như là về vấn đề chơi game. Còn lời khuyên của mình để dành cho các bạn khi các bạn chọn mua thì sao? Thì ở đây mình vẫn test ở trên, đó chính là RAM DDR4 thôi. Thì cái hiệu năng khi so với tệ tiền nhiệm khi chơi game ấy thì không khác biệt quá lớn để chúng ta có thể nhận ra. Cũng có thể là lên DDR5 thì câu chuyện ấy sẽ khác một chút. Thế nhưng khi mà các bạn chọn mua, các bạn nên lựa chọn sao cho phù hợp với kinh tế của túi tiền của các bạn. Bởi vì CPU thế hệ mới của Intel có mức giá cũng khá là ấn tượng đấy. Khi mà đầu tư những hệ thống như kiểu RAM DDR5 nữa thì có mức giá khá là cao. Nếu chi phí thấp, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn combo giống mình. Đó là CPU Intel Core i9-12900K kết hợp mẫu main cũng là của Arrow luôn đi, Z690 Arrow Elite DDR4 sử dụng 32GB RAM, RAT tản nhiệt 360, đến từ hãng nào cũng được, Arrow cũng được, full bộ combo và một bộ nguồn. Mình nghĩ đối với thế hệ của Intel thì các bạn nên mua những bộ nguồn dư giả một chút để nếu có nhu cầu ép sung thì mình nghĩ rơi khoảng chừng 750W công suất thực trở lên sẽ là hiệu quả nhất. Đường link của tất cả sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Vậy thì các bạn đánh giá sao về những cải tiến mới nhất của Intel và những mẫu main thế hệ mới, các bạn sẽ lựa chọn CPU Intel Core i9 với RAM DDR4 hay là DDR5? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận để cho mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Hộp sô cô la này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.